mình, chứ không phải là cái chỗ mình sẽ quay đây. Mà bạn chuẩn bị như này, 1, 2, 3. Hey, bạn thấy gì chưa? Đây là vườn nhà mình, bạn thấy rõ chưa? Bạn có thể nhìn ngắm xung quanh một tí. Rồi bắt đầu review. Đầu tiên thì ở trong đây, ôi ăn cơm phía mình sẽ giới thiệu cái tên là một cái hộp, chẳng ở trong chẳng có gì đâu, một cái vật mũ ấy, một cái dù, và rất là nhiều chuyện hay gì ở giấy gì đồ. Đây là một cái này và một cái giấy đồ hết, và đây là một cái hộp, cái giấy, cái vỏ, ở trong đây một cái đồ gì, một củ khoai lang có thể ăn được luôn nhưng mà mình chưa ăn đâu. Đây là bát, cái đồ hấp, ở dưới đây là tủ và gậy tôm của không. Bạn thân người này thấy chưa? Đây gậy tôm không đó. Và đây, ở đây là một cái ghế, đây cái đồ nhiều mình nhẹ. Ở trong đây là bát, là chén có thể dùng gần lại cho bạn xem. Rồi mấy ngày này không thể mở được. Ở trên kia thấy một cái hộp shopee, một cái mũ, một cái lò, một cái bếp điện và một cái cây mình sẽ tưới một chút lên này, là cây thằng tôi shop. Đây giới thiệu một cái vào một cái đậu nếp gạo á, đây cây để mình mở cho bạn xem. Đây hơi bị đau chưa ạ? Này gậy để đắm nhau thôi, hơi bị đau chưa ạ? Cắn lại. Còn đây cái cửa chém xuống đây, đây cái sắt luôn, sắt hộp luôn các bạn. Nghe tin đồn này sắc lạ. Đây là cái cửa sổ, cái bên trong là ở đây có một cây lông nè, khi mà ai hư á lẽ đùm này đánh cũng rất là đau. Rồi vào trong đây ạ, và đây là một cái tường trắng, và đây là một cái sắt. Cái sắt này không sắt thiệt chứ không phải sắt giả như thế này. Đây có đâm giờ ở trong đây các bạn có thể thấy rồi, vô cho. Đây ở đây rất là tối, thấy chưa? Đây tay mình chứ không phải tay ăn men nha. Đây ok. Và ở đây là rất là sắc người ta mài cho nó đừng có sắc, thấy chưa làm cách nào. Đây nó không còn sắc nữa nè, được chưa? Đây là một cái bình, ở trong đây rất là làm nước gì á, mình chưa biết, nước quầy gì á mình chưa biết. Đây là cái dây, đây là dây máy lạc, máy lạc cái đồ thành chiếc khó thể. Và đây là một cái ống cống, các bạn có thể chui trong đây của nó bạn, nó sẽ dẫn xuống đây. Nhà mình thì hai đá hình như này, hai đá. Đây là một cái thảm, bạn bước vô chứ êm. Và đây là những cái này để làm khoai lang. Đây là cái vào mình giới thiệu rồi. Đây là cây chắc là tươi tốt mà bạn mình đã nói vô quay ấy. Đây cây rất là tươi tốt và tất cả là một cây. Đây kia là cây treo, đây là cây gì không biết. Đây là gừng, sinh ra củ gừng ở dưới sẵn rồi. Thì mình cũng có một cái bình nè. Rồi khi bước vô bạn sẽ thấy cái mình này rất là cũng rất là lạ. Thì ở đây có một cái bình, đựng cả cái lọ này. Ở trong kia bạn thấy gì không? Mình cũng chẳng có biết cái đó là cái gì luôn đó.
đồ zip đó, chứ còn là cái vụn muối đâu nhá. Đó, cái đồ zip mà xanh xanh đó, thấy không? Đây, đây, coi đấy, hơi tối, nhưng mà ngoài đây sáng. Đấy, đấy, đây, đây, đó cái khu vực nào ở đây? Đây, đây, đó, đó, bạn thấy sáng chưa? À, như đây, thấy trong đây chưa? Và trong đây có một cái cây gậy, bật đèn lên, cây gậy nhá. Đây, đây, cây gậy không, cây gậy này mà cây gậy ở dưới á. Rất là dài rồi.